Em mặc đây là 1387 nha cả nhà, với chất lụa mango ha, màu sắc nhẹ nhàng dễ thương, không lo kén già kén tuổi. Ngày hôm nay thì em chỉ còn đúng một size cuối và được sắp dụng cái mức giá em nói là hơi bị hấp dẫn luôn á chị ơi, phải là quá mức hấp dẫn luôn mới đúng á. 119.000, trời đất ơi, một em đầm lụa hàng trung niên, giá bình thường em bán 350, hôm nay còn đúng một size coi như là em sale để mà lấy cái lượt tương tác cũng như là làm quen với chị khách mới luôn á. Chị nào hôm nay khách mới nè, đặt mua trải nghiệm cái váy này đi, không làm cho chị thất vọng, em bảo đảm nhận hàng của chị bất ngờ. Trời ơi, cái đầm 119 mà nó quá đẹp luôn, từ chất tới form, hàng may kỹ từng đường cho các chị luôn nha. Rồi trên phần cổ áo á, nếu mà thích trẻ trung ha, mình thắt thinner như em nè, trên này em có may kèm sợi dây đó, thắt nơ là nó trẻ trung. Còn ví dụ như chị nào mình trung niên hoặc là mình thích sự đơn giản thì mình không cần thắt nơ, mình chỉ cần thắt một sợi cho em thôi cũng đẹp nữa, chúc em đổi kiểu mình tài. Rồi ôm eo váy xè nhẹ nhàng, che bụng tốt, có may kèm một bên túi, form dáng dài là vừa qua gối của em đây, em cao 1m60, form đầm qua gối nha, size từ 40-65 cân là vừa, à em nhầm, 40-50 cân, nay lẽ sai rồi, quên mất tiêu, hôm nay em chỉ còn size M thôi, 50 cân đổ về cho em. Chị yêu nào dưới 50 cân nè, hoặc em dưới 68 chốt liền các chị, thiệt không vừa nha, không vừa thì thôi tiếc nha, chứ nếu mà vừa mà không mua, trời ơi em nói cái chị lần sau suy nghĩ lại tiếc lắm, kiếm ở đâu cái đầm đẹp chất lượng như vậy mà giá tiền chỉ có 119 đâu, đâu ra không thể nào may được, tiền công tiền vải thôi là đã hơn rồi. Em bán ở trên line là 119, chứ còn tại shop thì em vẫn bán bình thường là 350 nha. Chị yêu nào mua trực tiếp tại shop em hoặc là ngoài line này vẫn sẽ là 350, còn ngay bây giờ mình đặt hàng luôn, em chốt giá tiền 119.000, đặt liền em chốt liền, bình luận trong like cho em. Thứ nhất là mã số, thứ hai là số điện thoại, đem lại gần mình coi, cái màu hoa nó cũng rất là nhẹ nhàng luôn, nền đen, hoa hồng nè, hoa cam cam nè, đó cái màu các chị thấy nó nhẹ nhàng dễ mang ha, không bị kén da. Đây sợi dây trên cổ áo em sẽ may như thế này, đó vừa rồi em thắt nơ là trẻ trung đúng không? Còn đây là dành cho chị nào thích sự đơn giản nè, đó một sợi cơ bản như vậy thôi cũng đã có cái điểm nhấn rồi, dài qua gối của em không lo bị ngắn nha, form đầm này dễ mang, chị nào mét tư mét năm mét sáu sáu năm gì mang cũng hợp, 65 vẫn ngang gối, còn em thì nó vừa tầm mũ qua gối chút xíu. 1387 chị, đây là 1387, dạ hàng này em bán gần hết rồi, hôm nay là em còn sót lại mấy cái cuối cùng em sale á, chứ bạn hàng mới đâu, em bán hôm giờ mấy tuần rồi, nay còn có một size M thôi mà cũng khoảng tầm là trên dưới là 10 cái thôi chứ cũng có nhiều. Thành ra chị nào mua trong like này nha, đặt hàng nhanh tay cho em, chia sẻ like rồi và chốt luôn, em để giá 119.000 tri ân khách hàng luôn, chỉ cần mình đặt đúng mã cho em đó, chia sẻ like rồi, có mã có số điện thoại là có đơn 1387 cho chị Ngọc My có nè, rồi chị Tuyết Lan có đơn 1387, eo chị là 65, chờ vậy quá đẹp chị, chờ đợi gì nữa, chốt liền cho em đi, đặt hàng liền cho em nha, 1387 cộng số điện thoại, sale 119.000 liền duy nhất trong like này thôi, tắt like em lấy giá lại là 350, cũng cái váy này mà mình không đặt bây giờ, mình đợi em tắt like mình mua thì nó là 350, còn bây giờ mình mua thì nó chỉ có 119.000 thôi, rất là rẻ. Giờ em mặc đây là 1387 chị, chốt liền cho em số lượng có hạn nha, nhanh tay đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng vừa size cho mình nè. Mã cộng số điện thoại cho em, lụa mango nhà em tại nhà mặc một lần là thích liền, chất của nó nhẹ mát không nhanh, một lớp nhưng mà không bị xuyên thấu nha, và vải này các chị ơi mình không phải ủi đồ luôn, giặt tay giặt máy thoải mái cho em, về nhà lần đầu tiên nhận hàng mình ủi sơ thôi, tại vì em gấp, nó có những em gấp giao hàng tới nó có những cái đường ngang ngang gấp gấp á, thì mình chỉ cần ủi sơ cho em lần đầu thôi, sau đó các chị mình giặt mình phơi này kia là không có nhăn nữa luôn á, những lần sau hầu cũng được, chứ vải nó khó nhăn lắm. Dạ màu đen mặc gọn dáng chị, 1387 cho em nha, ai thiếu mã bổ sung mã cho em liền nè, mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em ha, nhanh tay đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình đây, từ 40 cho tới 50 cân là vừa, giá dạ, rương chị, mình đặt online em gửi đến tận nhà chị ở đâu, em ship toàn quốc luôn, thành phố tất cả các quận em lấy ship có 20.000 thôi, ship tỉnh thì em lấy là 30.000, tỉnh nào cũng vậy, xa gần gì cũng vậy, em lấy 30.000 đồng phí ship, ngoài ra đơn 600 em miễn ship luôn, nếu mà các chị yêu muốn được miễn ship thì mình có thể mình gộp đơn 2-3 cái gì đó, không tính số lượng tại vì em tính giá nó lộn xộn á, cái váy này 119, có cái 170, có cái 200, có cái 300, nó lộn xộn giá lắm, nên là mình cứ tính tổng đơn cho em, hoặc là mình có thể rủ bạn bè người thân cùng mua ha, đơn hàng nào 600 là em miễn ship cho mình luôn nha, 1387 kèm số điện thoại, chốt luôn 119.000 đồng này, quá đẹp luôn cả nhà ơi, từ chất tới form, hàng trên line em mặc mẫu mặc như nào, em giao cho khách là
phải giống như vậy. Và khách em mình yên tâm được kiểm tra 100% đơn mua nhà em đều được kiểm tra trước thanh toán, đẹp như quảng cáo để mình nhận cho em. Rất tiếc là em đã hết size XL rồi chị Ngọc Thắm ơi. Hiện tại đơn này của em chỉ còn size M 50 cân đổ về và còn rất là ít, tầm 10 đơn thôi là em đã hết nha. Chị nào thích thì cứ sớm giúp em. Và nhớ là phải có lượng chia sẻ. Ví dụ như mình đặt cái váy này của em đi mà mình không có chia sẻ em cũng sẽ không chốt đơn được. Chị đầu tiên đặt hàng, đặt đầu tiên luôn mà không chia sẻ like em cũng mất chốt. Chị nào mua sau mà chia sẻ nha, còn hàng em vẫn chốt cho mình. Bởi vậy cái chị vô trước tiên là mình cứ chia sẻ trước, cái đó là quan trọng. Chứ mình đặt sớm mà không chia sẻ thì cũng không được đơn ha. 1387 cộng số điện thoại cho em nè, 50 cân đổ về cho em. Phân đầm ôm nhà em ở trên cao, xè che bụng tốt và có may kèm một bên túi nha. Khóa kéo được may đằng sau lưng của em ha. Và điểm nhấn trên đầm là sợi dây thắt nơ trên cổ áo nha. 1387 119 ngàn. Chị yêu nào thích lên đơn sớm đi được tư vấn nha cả nhà ơi.